Dạ em chào anh chị, hôm nay con tử thất Bình Dương xin giới thiệu với anh chị mẫu cân bàn anh chị, hãng A&D của Nhật, model của nó là AD4405 anh chị. Cân này nó có nhiều mức cân khác nhau từ 30kg đến 60kg, 100kg, 150kg, 200kg, 300kg, 500kg nha anh chị. Tùy vào mỗi cái tải trọng cân khác nhau thì nó sẽ có cái mức mà cân nó, cái kích thước của bàn cân nó khác nhau. Ví dụ nó có 30-40, hoặc 40-50, 50-60, hoặc 425-525 chẳng hạn vậy đó. Anh chị cần cái mức cân nào thì anh chị có thể liên hệ với bên em. Và cái cân này á, anh chị nó có hai dạng. Một dạng là có máy in đính kèm lên cái cân luôn. Mình in ra một cái bill, ra trọng lượng, ngày giờ và trừ bì. Và một dạng nữa là một dạng về cái cân, chỉ là cân đơn giản, đơn thuần thôi. Nó không tích hợp máy in lên trên cân. Giống như anh chị nhìn trên màn hình anh chị thấy à. Và trong cái video này anh chị, bên em sẽ hướng dẫn cho anh chị toàn bộ về cách sử dụng cân, về cách hiệu chuẩn cân. Khi mà anh chị sử dụng cân mà lâu ngày nó bị sai ký, mình cần hiệu chuẩn lại, thì nhìn xem trong video này anh chị cũng có thể là làm theo cái hướng dẫn của video của bên em. Và cái cách mà truyền dữ liệu cân này, nó có cổng RS232 để mình truyền dữ liệu vô máy tính, thì em cũng hướng dẫn cho anh chị cái cách làm sao đợi để mình truyền dữ liệu vô máy tính luôn nha anh chị. Em cảm ơn anh chị đã theo dõi video của chúng em ạ. À, em chào anh chị ạ. Chào các anh chị, hôm nay con điện tử Hàm Dương xin hướng dẫn các anh chị sử dụng cân bàn điện tử AD4405 ạ. Trước khi sử dụng, chúng ta sẽ điều chỉnh bốn chân đế đây ạ, để cho cái mặt bàn này nó nằm vững trên mặt phẳng mà chúng ta sử dụng ạ. Tiếp theo, chúng ta sẽ cấp nguồn cho đầu cân. Đầu con này sẽ được sử dụng nguồn điện trực tiếp là khi chúng ta cấp nguồn đầu con thì đầu con sẽ hoạt động. Chúng ta sẽ đợi cho cân trở về không và bắt đầu sử dụng ạ. Khi chúng ta sử dụng thì chúng ta chỉ cần đặt hàng hóa lên cân và đọc số ký thôi ạ. Phía trước màn hình sẽ có các cái chức năng ạ. Ở đây chúng ta chỉ sử dụng hai phím là phím Zero và phím Tab. Phím Zero là phím dùng để trở về không khi cân không ổn định ạ. Phím T là phím dùng để trừ bì ạ. Ví dụ đây ạ, chúng ta muốn trừ bì trọng lượng hàng nào đó thì chúng ta sẽ trừ lượng hàng đó lên cân này ạ. Sau đó thì nhấn T đi ạ. Sau đó ta sẽ cho trọng lượng hàng lên cân. Thì lúc này cái cân nó chỉ hiển thị trọng lượng hàng mà chúng ta đã đặt lên sau thôi ạ. Khi chúng ta thấy hàng và trọng lượng bì chúng ta xuống thì cân nó sẽ âm đi trọng lượng bì mà ta đã bì trước đó. Để bỏ bì, ta chỉ cần nhấn theo một lần nữa thì cân nó sẽ trở về không và ta tiếp tục cân những mặt hàng khác. Phía dưới đây sẽ là nút on off để bật tắt nguồn cân ạ. Để tắt nguồn thì chúng ta sẽ nhấn giữ phím green này ạ, on off để tắt nguồn đi ạ. Đây, tắt đi thì mình sẽ tắt đi thế này ạ. Để khởi động lại chúng ta chỉ cần nhấn một cái thì cân sẽ khởi động lại chúng ta này ạ. Yeah. Cảm ơn các anh chị đã cài đặt và hiệu chuẩn đầu cân điện tử AD4405 ạ. Trước khi cài đặt và hiệu chuẩn thì chúng ta sẽ để bàn cân không bàn trên mặt phẳng nè. Ta sẽ điều chỉnh cái chân đế phía dưới đây ạ, sao cho cái chân này nằm vững trên mặt phẳng này ạ. Tiếp theo chúng ta sẽ cắt nguồn cho đầu cân. Chúng ta sẽ đợi đầu cân khởi động. Sau đó chúng ta sẽ mở cái nắp ở phía đây ra. Thì trong đây nó sẽ có một cái zoom mà dùng để vào cánh chỉnh. Khi chúng ta nhấn cái zoom này thì đầu cân sẽ hiện lên cánh in. Đây là bắt đầu vào chương trình cài đặt và căn chỉnh của chúng ta đây ạ. Sau đó ta sử dụng phím mod để di chuyển ạ. Ta sẽ di chuyển đến căn set ạ. Ta tiếp tục nhấn phím volume này ạ. Cho hiện lên shift thì ta sẽ nhấn tiếp tục phím win để di chuyển lên D. D ở đây sẽ là bước nhảy mà ta sẽ cài cho cân. Để thay đổi bước nhảy này thì chúng ta sử dụng phím mod và phím zero đây ạ. Ví dụ ở cân này ta cài là 30kg và 10g. Ta sẽ thay đổi số lẻ này bằng cách nhấn phím mode này. Dùng ra 10g sẽ là hai số lẻ phía sau. Và dùng phím zero để tăng giảm cái giá trị thấp hơn. Đây sẽ là 0.01 là 10g. Ta tiếp tục nhấn phím win này. Khi hiện lên cap. Cap đây sẽ là tải mắt và ta sẽ cài cho cân. Ở đây ta cài là 30kg 10g. Ta sẽ nhập vào là 30. Ta sẽ dùng cho phím số này. Đây sẽ là 30kg. Ta tiếp tục nhấn phím màu win để cân hiện lên cân không. Ta đợi cân ổn định, lúc này chúng ta sẽ không đặt gì trên cân cả. Ta sẽ tiếp tục nhấn phím màu win thì cân sẽ hiện lên cân S và trả lại cái tải mà ta đã nhập trước đó.
ở đây sẽ là cái tải mà chúng ta sẽ chuẩn cho cân. Ví dụ ở đây là 30kg thì chúng ta sẽ chuẩn bằng tầm 10kg. Chúng ta sẽ chuẩn bị một lượng hàng hoặc là những quả cân chuẩn đó, có trọng lượng bằng 1/3 tổng trọng lượng mắt mà để ra cho cân. Ở đây ta chuẩn bằng 10kg thì ta sẽ nhập vào là 10 ạ. Đây là 10.00. Thì đó ta sẽ cho hàng hoặc quả cân chuẩn chúng ta lên cân. Và chúng ta sẽ đợi cân ổn định ạ. Khi nào ở đây sẽ ta bộ đây sáng lên, chúng ta sẽ tiếp tục nhấn phím Green thì con sẽ nhận lên kênh em. Lúc này ta sẽ nhấn đồng thời phím Net và phím Green thì chị nhận lên kênh Off. Ta nhấn phím Green một lần nữa là con sẽ tắt đi. Lúc này ta sẽ lấy đèn chúng ta xuống, chúng ta nhấn phím Green để khởi động lại con. Đợi cho con trở bên trong, chúng ta sẽ đặt trọng lượng hàng lên để kiểm tra lại. Như vậy là kết thúc quá trình điều chỉnh của cân chúng ta. Cảm ơn các chị kết nối cần ID 4405 với máy tính ạ. Qua nữa 232 tổng kết nối chúng ta sẽ là chương trình ở phía sau đây mình sẽ dùng dây kết nối giữa cầu công và máy tính lại với nhau bằng dây USB to cơm đây ạ. Đầu tiên để cài đặt giữ truyền tốc độ truyền cho cầu công thì chúng ta sẽ sử dụng tài liệu chúng ta đây ạ. Ở đây chúng ta sẽ có phần 40 sẽ là cài đặt các giữ truyền cho đầu cân và phần 47 sẽ là các tốc độ truyền cho đầu cân. Ví dụ ta muốn thay đổi giữ truyền thì đầu tiên chúng ta sẽ nhấn giữ phím nét và phím viên đồng thời đây ạ. Nhấn đồng thời vào thì sẽ hiện lên F00. Lúc này để cài thay đổi cái giữ truyền thì chúng ta sẽ nhấn vào là 40 thì nhấn Enter. Thì hiện tại ở đây đang chọn là 1 là sẽ là nhấn truyền ạ. Khi chúng ta nhấn phím Green là dữ liệu sẽ truyền qua. Ở đây ta muốn chuyển dịch truyền liên tục thì chúng ta sẽ chọn là 0. Ví dụ ở đây thì ta sẽ chuyển dịch truyền liên tục chọn là 0. Nhấn phím Green luôn và nhấn phím Play để thoát đây. Thì lúc này dữ liệu đang được truyền liên tục vào máy tính này chúng ta đây ạ. Chúng ta xóa đi đây. Lúc này thì dữ liệu đang được truyền liên tục vào đây. Còn chuyển truyền nhấn truyền thì chúng ta sẽ thay đổi ạ. Khi chúng ta nhấn vào 40 là 1. Nhấn Enter để nhấn Play thôi. Thì lúc này dữ liệu sẽ được nhấn truyền nè. Ví dụ khi chúng ta đặt trong lượng hàng bên công, ta muốn truyền dữ liệu qua thì ta sẽ sử dụng phím Green này. Ta sẽ nhấn phím Green. Mỗi lần chúng ta nhấn, dữ liệu sẽ được truyền một lần qua. Ở đây thì đem là tốc độ là 2400. Để thay đổi thì ta phải tương tự là ta sẽ nhấn phím Next phím Green này. Ta chọn màu là 47. Đây đang được chọn là 2. 2 ở đây sẽ là 2400. Ví dụ ta muốn chuyển sang 9600 thì sẽ chọn là 4. Chọn là 4. Green lên luôn để chúng ta đi đó. Lúc này ta phải chọn dữ liệu chúng ta sẽ gọi là 9600 này. Thì nó chuyển Green lên đi. Thì dữ liệu chúng ta đã chuyển sang là 9600 này. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi video ạ. Xin chào các anh chị, hôm nay con điện tử Hamlin xin hướng dẫn các anh chị lắp ghép bộ công bàn điện tử AD 4405. Khi chúng ta nhận được bộ công bàn thì bộ cân chúng ta sẽ gồm có là một bàn cân, một đầu cân và một cây inox đây ạ. Tại vì 232 để kết nối máy tính ạ. Đầu tiên lắp đặt, chúng ta sẽ lắp đặt cây inox vào bàn cân. Chúng ta sẽ dựng cây inox lên ở vị trí này. Thì sẽ rút dây tín hiệu lên hết. Đây là cây inox ạ. Đó, chúng ta sẽ dùng kim thích ba ke để siết con ốc ở đây lại. Chúng ta siết chặt cho cây nóc nó cứng với bàn cân lại. Tiếp theo chúng ta sẽ rút hết dây tín hiệu vào dây chuyền khoảng 20cm để cắm vào đầu cân rồi. Còn dây còn lại chúng ta sẽ nhét vào trong cây nóc vào. Chúng ta sẽ gắn đầu cân lên trên. Phía dưới đầu cân chúng ta sẽ có hai cái ốc này. Chúng ta sẽ tháo hai ốc này ra. Chúng ta sẽ đặt đầu cân lên đây. Đây sẽ bắt lại hai ốc như ban đầu.
sẽ dùng chiếc siết sạch hay lót phía dưới lại. Tiếp theo chúng ta sẽ cắm dây tín hiệu vào đầu cân lại. Cái này dây tín hiệu rồi. Chúng ta sẽ cắm vào đúng khớp của đầu cân. Cắm vào và chúng ta sẽ dặn cái nó tròn phía ngoài lại để nó chặt lại. Tiếp theo sẽ là dây thứ hai ạ. Dây này sẽ dùng để kết nối với máy tính ạ. Chúng ta sẽ cắm vào phía dưới đầu cân này ạ. Đây, còn lại sẽ cắm vào máy tính ạ. Đây là kết thúc quá trình lắp ráp của con bàn AD 4405 ạ. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi video ạ.